Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục xây dựng nông thôn mới Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, 10 huyện thị thành phố tỉnh Điện Biên đều nỗ lực tìm kiếm xây dựng sản phẩm OCOP của địa phương. Tuy nhiên, không chỉ khó khăn trong việc tìm kiếm phát triển các sản phẩm thế mạnh vì sản xuất manh mún, các địa phương vùng sâu vùng xa của Điện Biên còn khó khăn khi triển khai thực hiện các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cho đến nay, việc xây dựng và phát triển các sản phẩm OCOP ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn gặp khó khăn. Huyện Điện Biên Đông lựa chọn các sản phẩm bí xanh tỉa rình, lạc đỏ na son, khoai sọ phì nhừ làm sản phẩm OCOP của địa phương. Cho đến nay, mới có sản phẩm lạc đỏ na son là đang được mở rộng diện tích. Lạc đỏ na son thường được trồng vào tháng 4, tháng 5 dương lịch và thu hoạch vào tháng 7 hoặc tháng 8. Xã Na Son có khoảng 27 hectare lạc đỏ, trồng trên vùng nương rẫy của người dân ở các bản Na Lanh, Sư Lư, Co Hạ. Năng suất lạc đỏ trồng trên nương của bà con Na Son khoảng 14 tạ một hectare. Sản phẩm này được thị trường khá ưa chuộng. Bà con nông dân sản xuất ra đến đâu, bán hết đến đó. Tuy nhiên, hiện nay, sản phẩm này chưa xây dựng được mối liên kết sản xuất. Người dân chủ yếu bán lẻ cho tư thương, sản phẩm chưa được xây dựng thương hiệu. Nói chung trong bản Na Lanh thì năm nay dân bà con trồng tất cả trong bản này là 7 hát, nhưng mà cũng thuộc ra là nhỏ lẻ mỗi hộ là từ 1.000 đến 2.000 mét, tính mét vuông ấy. Cái lạc đỏ này là giống ở đâu, trồng có tốt? Giống này là giống của địa phương thôi, không phải giống lai đâu, giống địa phương. Giống địa phương tốt. Năm nay thì nói chung bà con thu cũng tương đối được mùa. Giá bán thì bán tại đây là một cân 15.000. Dân mình không mang đi Điện Biên thì dân trên đấy cũng xuống dưới này mua. Cũng như lạc đỏ, các sản phẩm OCOP của huyện Điện Biên Đông đều có diện tích sản xuất không lớn, được canh tác theo hình thức phụ thuộc tự nhiên, trồng trọt, nhỏ lẻ, phục vụ đời sống tự cung tự cấp. Năm 2018, Hợp tác xã Hoa Ban có ký hợp đồng với Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông bao tiêu sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của địa phương này. Nhưng do quá trình thu mua sản phẩm không thuận lợi, hiện nay đơn vị này không vào các xã thu mua nữa. Bốn cái sản phẩm, thứ nhất là cái lạc đỏ na son, cây bí xanh tỉa rình, cây khoai sọ phì nhừ cũng như cái sản phẩm thịt sấy khô ấy ở trên địa bàn huyện thì đều có sản phẩm sản xuất theo cái chuỗi liên kết rồi, đều có một cái hợp tác xã liên kết để bao tiêu cái sản phẩm. Tuy nhiên là cái sản phẩm sản xuất với ở quy mô nhỏ. Hai nữa là cái giao thông thì đi lại khó khăn, đâm là cái công tác vận chuyển cái sản phẩm hàng hóa nó cũng không được đảm bảo, dẫn đến cái hiệu quả thì nó cũng chưa được như mong muốn. Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm, huyện Tuần Giáo dự kiến quy hoạch được một số sản phẩm thế mạnh thuộc hai nhóm thực phẩm và thảo dược để chọn lựa xây dựng thành sản phẩm OCOP. Đó là các sản phẩm cà phê Hồng Kỳ, cá nước lạnh Tinh Phong, táo mèo, dưa mèo, sa nhân, dứa, mật ong ở các xã Bối Nhung, Tỏa Tình, Tinh Phong, Tama, Phình Sáng và hạt mắc ca ở xã Quài Tở, Quài Nưa. Các sản phẩm được quy hoạch tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện Tuần Giáo là các nông lâm sản thuộc ba nhóm thực phẩm, đồ uống và thảo dược. Để được công nhận là sản phẩm OCOP, các loại nông lâm sản này phải đạt được rất nhiều tiêu chí. Theo quyết định 1048 của Thủ tướng Chính phủ và theo Bộ Tiêu chí đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng, các sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm phải là sản phẩm có nguồn gốc của địa phương, có trí tuệ, bản sắc địa phương và có tính độc đáo, không lẫn với các sản phẩm khác. Những sản phẩm này được tổ chức sản xuất tốt, được kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên, được quảng bá tốt, có thị trường tiêu thụ ổn định và có khả năng mở rộng thị trường. Sản phẩm OCOP cũng phải thu hút được cộng đồng địa phương tham gia sản xuất chế biến. Trong quá trình sản xuất chế biến không gây ô nhiễm môi trường. Năm 2019, huyện Tuần Giáo chọn sản phẩm cà phê Hồng Kỳ tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, khi xét đến các yếu tố địa phương, sản phẩm này là thiếu nhiều tiêu chí
như không có vùng nguyên liệu tại địa phương, không có sự tham gia sản xuất của cộng đồng dân cư bản địa. Đây là những yếu tố quan trọng mà sản phẩm OCOP cần phải có. Vậy là đi tìm sản phẩm OCOP, các cơ quan chuyên môn huyện hướng đến các nông lâm sản của một số xã miền núi. Xã Phú Nhung cũng đã đề xuất các sản phẩm như mía, dứa và sa nhân làm sản phẩm OCOP. So với trồng các loại cây lương thực truyền thống, các loại cây trồng mới này mang lại thu nhập tốt cho người dân. Tuy nhiên, khi xét chọn các sản phẩm này đều chưa đủ tiêu chuẩn để được công nhận là sản phẩm OCOP của địa phương. Cây mía, cây dứa đang được trồng nhiều ở Phú Nhung, nhưng đây không phải là những sản phẩm có nguồn gốc của địa phương. Cây sa nhân xanh là loại lâm sản ngoài gỗ, cũng được bà con trồng nhiều trong vườn và trên các khe núi, nhưng tổng diện tích sa nhân trên toàn xã mới đạt 15 hectare. Năng suất quả sa nhân hàng năm phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Năm 2019, do nắng nóng khô hạn kéo dài, sa nhân trồng trong thung lũng Phú Nhung khó đậu quả, lượng quả thu được rất ít. Số lượng cũng như chất lượng của loại lâm sản này chưa đảm bảo được yêu cầu sản xuất hàng hóa. Cả ba sản phẩm mía, dứa và sa nhân xanh của Phú Nhung đều chưa có thị trường tiêu thụ ổn định, chưa xây dựng được vùng nguyên liệu đảm bảo yêu cầu và càng chưa tạo ra được giá trị độc đáo. Theo chị đăng ký cái sản phẩm tức là cây dứa và cây mía, đấy, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa được công nhận là cái sản phẩm của xã. Hiện nay thì cái chất lượng cũng như là cái diện tích của cái cây này thì cũng còn khiêm tốn, cứ chưa đạt như mong muốn. Diện tích cũng phải nhiều. Đấy, và cái sản phẩm thì cũng phải được kiểm định. Đấy, thì hiện nay thì cũng chưa được kiểm định về đảm bảo cái chất lượng, hơn nữa là khó khăn trong cái việc tiêu thụ sản phẩm. Do đó mà người dân cũng không phát triển thêm nhiều diện tích. Cây sa nhân thì chúng tôi mới trồng thử nghiệm. Hiện nay thì đã có 15 hectare rồi. Trong đó có khoảng 50% cũng đã từ 2 đến 3 năm cũng đã cho thu hoạch. Nhưng mà cái hiệu quả thì cũng không được cao. Vì do cái khí hậu của Phú Nhung là vùng thấp nên nắng nóng vào cái mùa ra hoa. Nên do là mà cái tỷ lệ quả so với các cái nơi khác thì nó cũng ít hơn. Tương tự như các loại cây trồng đang được coi là triển vọng ở Phú Nhung, các sản phẩm khác như dưa mèo, táo mèo tỏa tình, sa nhân, thảo quả, tênh phong, hạt mắc ca, quải tở, quải nưa đều thiếu các tiêu chí cần thiết của sản phẩm OCOP. Khó khăn của việc xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP của huyện Tuần Giáo là chưa xác định được sản phẩm phù hợp để tạo chuỗi liên kết nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Loay hoay đi tìm sản phẩm OCOP, từ năm 2018 đến nay, huyện Tuần Giáo đã sử dụng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và các nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc vùng khó để xây dựng các mô hình sản xuất tập trung. Trong hai năm 2018-2019, một số xã như Quài Tở, Quài Cang, Quài Nưa của Tuần Giáo được hỗ trợ xây dựng mô hình trồng cây ăn quả từ nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới. Các loại cây ăn quả được chọn là bưởi da xanh, xoài Thái Lan. Mô hình được xây dựng theo hướng trồng tập trung trên nương đồi. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ cây giống, phân bón và hỗ trợ làm hệ thống ống dẫn nước tưới cho đồi cây. Tuy nhiên, trải qua 2 năm khô nóng, nắng hạn nhiều, cây thiếu nước không phát triển được và còn bị vàng úa, héo lá. Người dân tham gia mô hình rất lo sẽ không khắc phục được tình trạng sâu bệnh, suy kiệt của cây. Hy vọng về mô hình cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, vì vậy cũng đang dần mất đi. Gia đình tôi được hỗ trợ cây giống bưởi giá xanh, được hỗ trợ phân bón vôi các thứ này. Năm 2018 này, mình trồng 2 năm, bây giờ năm thứ 2 rồi. Xem năm nay cây bưởi bằng lá sau bệnh rồi. Từ năm 2018 thì huyện cũng chỉ đạo cán bộ xã thì xuống khảo sát địa bàn để thực hiện mô hình OCOP của sản phẩm mỗi xã một sản phẩm. Thì qua khảo sát thì đã lựa chọn được cái mô hình điểm là chọn địa bàn trên bản Có Sao Quài Tở thì trên 5HA trồng bưởi năm 2018 thì trên 5HA trồng bưởi da xanh. Ban đầu thì chương trình của huyện thì hỗ trợ về cây giống và hỗ trợ phân bón với lại kỹ thuật trồng. Năm 2019 thì trồng thêm 5H nữa.
cây năm thứ hai thì cũng cho ra vói, một số cây thì cho ra vói, sau đó thì một số cây thì lại bàng đá, lại thối rễ, lại hỏng, lại sâu bệnh, nên là rút chia khó khăn cho cái mô hình này. Chắc là khả năng cho ra quả và cho ra sản phẩm chắc là hơi khó khăn cho bà con cũng đang lo lắng. Huyện Tủa Chùa đề xuất một số sản phẩm tham gia chương trình OCOP như chè san tuyết, rượu mông pê, khoai sọ tím, gà xương đen, dê Tủa Chùa. Năm 2019, huyện này đã có 3 sản phẩm trà được chế biến từ chè san tuyết được công nhận là sản phẩm OCOP. Đó là các sản phẩm bạch trà, trà xanh cổ thụ và trà xanh xính phỉnh do công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Linh sản xuất. Trà san tuyết là sản phẩm được quan tâm phát triển ở huyện Tủa Chùa đã rất nhiều năm nay. Nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Linh tiếp tục xây dựng chuỗi liên kết với bà con nông dân, nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm này. Được công nhận là sản phẩm OCOP, trà san Tủa Chùa cũng được xây dựng thương hiệu và có cơ hội phát triển thị trường. Là một người con sinh ra và lớn lên ở trên đất Tủa Chùa này, khi mà nhìn thấy cái vùng chè san tuyết của mình dần dần bị mai một đi, và cái thứ hai là người dân mình lại chưa biết đến được cái giá trị sâu xa của nó. Vùng chè san tuyết Tủa Chùa rất là quý hiếm. Quý hiếm ở chỗ là nó là một quần thể mà tập trung những cây chè san tuyết cổ thụ. Và cái thứ hai đó là cái sự lâu đời của nó, nâng cao được cái giá trị thương hiệu của vùng chè san tuyết Tủa Chùa, cũng như là để khẳng định lại cái giá trị chất lượng là chè Tủa Chùa thực sự là rất ngon và cái hương vị của nó rất là đặc biệt và cá tính. Tuy đã có thành quả bước đầu, nhưng để chè Tủa Chùa khẳng định được thương hiệu, phát triển được thị trường, vẫn cần sự nỗ lực của cả địa phương, doanh nghiệp và người dân. Ngoài sản phẩm chè Tủa Chùa, còn không ít sản phẩm nông nghiệp được coi là đặc trưng chưa thể phát triển thành hàng hóa, chưa thể thực hiện quy trình liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng và chưa xây dựng được thương hiệu. Các sản phẩm như rượu mông pê, khoai sọ tím, gà xương đen, dê núi đá, chưa sản phẩm nào đủ tiêu chí để được công nhận là sản phẩm OCOP. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm là nhiệm vụ có ý nghĩa nhiều mặt đối với các xã nông thôn, miền núi, biên giới tỉnh ta. Chương trình giúp tận dụng tiềm năng đất đai rộng lớn của các xã miền núi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Đây cũng là giải pháp để phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp, văn hóa truyền thống và là giải pháp để thực hiện tiêu chí, hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, tỉnh Điện Biên có 26 sản phẩm của 11 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đủ điều kiện đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Trong đó có 2 sản phẩm đạt 4 sao, 24 sản phẩm đạt 3 sao. Dự kiến tháng 10 năm 2020, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục triển khai đợt đánh giá tiếp theo đối với các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình. Để xây dựng, phát triển được các sản phẩm OCOP, mỗi địa phương cần dựa vào thực tế sản xuất nông nghiệp, chọn ra các sản phẩm đặc trưng phù hợp với điều kiện sản xuất. Đầu tư cho sản phẩm OCOP cũng phải là đầu tư có định hướng lâu dài, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu. Đầu tư các mô hình không có tính bản sắc, không phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương và không có định hướng về thị trường sẽ rất khó có thể tạo ra các sản phẩm đáp ứng đủ các tiêu chí chương trình OCOP đề ra. Và đến đây, chuyên mục xây dựng nông thôn mới Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.